Em xin được chào toàn thể các bác trên kênh Phong Lan Rừng ạ. Phiên tối ngày hôm nay thì nhà em có những mặt hàng như là đùi gà dẹt của Thanh Hóa, hàng mới đi bóc rừng về. Ngoài ra thì nhà em có đai châu rừng và đai châu Thái, một số bông lan va mặt hoa đẹp của dòng Phi Điệp các bác ạ. Thì em sẽ giới thiệu về đai châu và dòng lan va của Phi Điệp trước các bác nhé. Các bác nhà mình ơi, hôm nay nhà em vẫn bán đai châu rừng với giá là 270.000 đồng 1 kg. 1 kg thì nó có số cây từ khoảng 2 cho đến khoảng tầm 8 cây trên 1 kg các bác nhé. Giá tiền là 270.000 đồng 1 kg đai châu rừng bóc trụ ạ. Các bác nhà mình cũng có thể nhìn thấy em quay qua là những cây đai châu rừng rất là đẹp các bác nhé. Lá ngắn này và phần lá rất là dày ạ. Số cây trong mỗi 1 kg là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây là cái số cây thì tùy vào các bác nhà mình lựa chọn ạ. Giá tiền là 270.000 đồng 1 kg ạ. Đơn giá em báo là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Hôm nay em còn tổng số là nhiêu đây, em quay lên cho các bác xem này. Cây bên nhà em là cây hàng chọn nên là cây nó rất là đẹp, các bác hoàn toàn là yên tâm nhá. Ngoài ra thì hôm nay em cũng còn một ít đai châu Thái. Ở đai châu Thái thì bên nhà em là hàng cây lá lỗi nhẹ các bác nhé. Hàng cây lá lỗi nhẹ hôm nay em còn một ít nữa thì em sẽ bán thanh lý nha các bác. Hôm nay em còn một ít nữa em sẽ bán thanh lý này. Có những cây là nó sẽ lỗi 1-2 lá các bác ạ. Đây, như cây to này nó lỗi 1 lá như thế này các bác nhé. Gọi là lá lỗi nhẹ thôi các bác nhé. Đây, như cây này thì nó bị trống lá chân thôi. Số lượng là hôm nay em cũng còn nhiêu đây các bác ạ. Đai châu Thái thì với giá tiền là 340.000 đồng 1 kg. Thì hôm nay em còn số lượng một ít nữa, em sẽ bán thanh lý cho các bác nhà mình là 300.000 1 kg các bác nhé. 300.000 1 kg ạ. Số cây thì hôm nay còn cây lớn lớn là nhiều thôi, thì sẽ dao động từ 2-3 cây trong 1 kg là nhiều các bác ạ. Ở đây còn một ít kg, nó khoảng tầm hơn chục cây cho 1 kg. Đây, châu Thái thì sẽ đa dạng về màu hoa. Số lượng là hôm nay em còn nhiêu đây, em sẽ bán là 300.000 1 kg các bác nhà mình nha. Đây, châu rừng thì hôm nay là hàng đẹp các bác ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về một số mặt bông lan va của dòng Phi Điệp, như là bông hồng xòe, hồng mỹ nhân và hồng yên thủy đến cho toàn thể các bác. Với cái giá cả thì cũng rất là rẻ cho các bác nhà mình chơi các bác nha. Vâng, ở đây em có làm chia ra một số combo, có thể các bác mua một đơn là các bác cũng đầy đủ 3 loại mặt hoa. Em mời các bác xem qua về mặt bông của hồng mỹ nhân, hồng mỹ nhân và hồng xòe nha các bác. Vâng, đây là bông hồng xòe các bác nhà mình ạ. Đó, bông hồng yên thủy thì thôi em không lấy mặt hoa nữa nhá. Đây là một combo gồm 3 mặt bông cho các bác, bao gồm là cây kia này là kim mỹ nhân nha các bác. Kim mỹ nhân này, tất cả các tên đều có như chậu rồi ạ. Kim mỹ nhân và kia này là kia hồng xòe ạ. Kia này là kia hồng yên thủy nha các bác. Ba kia này các bác nhà mình mua với giá tiền là 500.000 đồng nhé. Một combo, một combo bao gồm một hồng xòe, thì bây giờ các bác gọi là hồng phấn nhé, một hồng yên thủy và một mỹ nhân, với giá là 500.000 đồng một combo này ạ. Các bác nhà mình chốt đơn thì gọi điện vào số điện thoại nhà em là 0382 035 821 ạ. Em sẽ lên combo tiếp theo, bao gồm là một hồng yên thủy ạ, một hồng xòe ạ,
và hai kim mỹ nhân rất là đẹp luôn các bác ạ. Combo này thì có giá tiền là 600.000 đồng các bác nhá. 600.000 đồng cho em bao gồm là 4 ki, 2 ki mỹ nhân, 1 ki in thủy và 1 ki hồng xòe ạ. Giá tiền là 600.000 đồng ạ. Các bác chốt là combo 2 giúp em nhé. Sẽ đến đơn tiếp theo là đơn combo 3. Các bác chốt mã combo hoặc các bác chốt mã hồng 3 giúp em cũng được nha các bác nhé. Mã hồng 3 này hoặc là mã combo 3 thì bao gồm là 1 ki in thủy và 1 ki hồng xòe ạ. 1 ki in thủy và 1 ki hồng xòe này thì với giá tiền là 380.000 đồng các bác nhé. 380.000 đồng các bác sở hữu hai dòng mặt bông cho em. Những mặt bông nó rất là đẳng cấp như bông hồng xòe này các bác nhé. Bông hồng xòe này gần như các bác là mua, gần như là mua được một được tặng một rồi đấy ạ. Đó, bên nhà em đang bán giá rất là ưu đãi để cho các bác nhà mình siêu tầm con giống. 380.000 đồng cho đơn combo 3 giúp em, bao gồm một hồng xòe và một hồng yên thủy ạ. Combo 4 các bác nhé. Combo 4 bao gồm một mỹ nhân và một hồng xòe cho em. Một mỹ nhân và một hồng xòe các bác yêu nhé. Một mỹ nhân và một hồng xòe thì hai ki này các bác sẽ mua với giá tiền là 450.000 đồng các bác nhé. 450 giúp em này. Một hồng xòe này các bác này. Và một mỹ nhân. Tất cả các ki này em đều lựa những cái ki khỏe đẹp để bán và phục vụ cho các bác ạ. Để các bác là có những cái con giống khỏe nhất các bác nhá. Để năm sau ra được những cái mầm gốc đẹp, những mầm gốc khỏe ạ. Hai ki này thì có giá là 450.000 đồng. Combo 3 giúp em hoặc là hồng 3 giúp em nhá. Tiếp đến là đơn hồng 4. Hồng 4 thì bao gồm là một mỹ nhân và một hồng in thủy nha các bác. Một mỹ nhân và một hồng in thủy. Combo này các bác sẽ mua với giá tiền là 200.000 đồng. Hai chậu này các bác nhé. Bao gồm một hồng in thủy và một hồng mỹ nhân giúp em. 200.000 đồng ạ. Mã này là mã combo 5. Combo 5 ạ. Tiếp đến là mã combo 6. Bao gồm là 2 ki mỹ nhân và 2 ki in thủy ở hai chậu. Hai ki in thủy ở hai chậu. Đơn này thì sẽ có giá là 300.000 đồng cho 4 ki các bác nhé. Bao gồm là 2 ki in thủy và 2 ki mỹ nhân. Giá là 400.000 đồng ạ. À xin lỗi, em sẽ bớt một chút. Đơn này là 350 nha các bác nhé. 350 giúp em. 2 mỹ nhân và 2 hồng yên thủy nha các bác. 350.000 đồng các bác chốt. Combo 5, combo 6 nhá. Combo 6 giúp em. Tiếp theo sẽ đến combo 7. Combo 7 thì bao gồm là 1 hồng yên thủy và 1 hồng xòe. 1 hồng yên thủy và 1 hồng xòe. Cái này em lên trên là 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, đúng rồi. Một hồng yên thủy và một hồng xòe nha các bác. Hai ki này thì có giá tiền là 380 giúp em nhá. 380 bao gồm một hồng yên thủy và một hồng xòe. Combo 7 ạ. Em sẽ lên đơn tiếp theo là combo 8. Một hồng xòe và hai hồng yên thủy ạ. Đơn này có giá tiền là 400.000 đồng các bác nhé. 400.000 đồng bao gồm 2 yên thủy và 1 hồng xòe giúp em. 400.000 đồng combo 8 đơn cuối cùng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn các bác. Em sẽ tiếp tục giới thiệu đến dòng đùi gà để các bác nhà mình về ghép chơi nha các bác.
Dạ vâng, đây là địa chỉ của nhà em các bác ạ, ở tại thôn Xét, xã Đình Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại để các bác nhà mình liên hệ đặt hàng là 0382035821 ạ. Cũng là số điện thoại Zalo của em các bác nhé. Các bác cần em cung cấp thêm hình ảnh thì cứ kết bạn Zalo với em vào số điện thoại đấy. Em sẽ chụp hình theo như nhu cầu của các bác nhé. Tiếp theo của buổi ngày hôm nay thì em tiếp tục bán đến những đơn đùi gà các bác ạ. Đùi gà này hoa rất là đẹp nha các bác. Em sẽ lấy mặt hoa để các bác xem qua. Về đùi gà thì sai hoa, hoa đẹp và rất là dễ thuần. Hoa của Thanh Hóa và đùi gà nó cũng có cái màu sắc của nó cũng sặc sỡ nha các bác. À, thôi cái này các bác check qua giúp em một tí đi, vì thời gian em quay video cũng khá là lâu rồi. Ở đây các bác có thể nắm qua giúp em một chút xíu nhá. Đây là hoa đùi gà các bác nhé. Đấy, nó rất là sai hoa phải không các bác? Hầu như cành nào cũng có hoa luôn các bác ạ. Nên là thân nào nó cũng hầu như cũng có hoa đấy các bác nha. Đây là đùi gà em đi lấy về đây các bác. Lấy về để phục vụ cho các bác đây. Rồi em sẽ giới thiệu với các bác từng đơn này. Lên đơn đầu tiên đây các bác nhá. Các bác chốt đơn M1 giúp em. Mình đánh mã số là M nha các bác. Hôm nay mình sẽ đánh mã số là M này. À, cái này là bao gồm là một dề ạ. Bao gồm là một dề. Cây dài khoảng tầm 30 phân. Dề này thì có giá tiền là 250.000 đồng các bác nhé. Trọng lượng là 1,2 kg. Giá tiền là 250.000 đồng các bác ạ. Này em nâng phần dưới cho bác xem nhé. Đó. Các bác nhà mình thấy ưng chưa ạ? Em lên đơn M2 nhá. M2 là một dề to hơn các bác ạ. Một dề to hơn này. M2 thì có giá là 520.000 đồng các bác nhá. 520.000 đồng giúp em này. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là đơn M3. M3, chỗ này là 1 kg. Hàng này về các bác ghép thì tuyệt vời luôn. Bao gồm 1 khóm này, 2 khóm này, 3 khóm ạ. Cái này là gọi là khóm khóm thôi, các bác về ghép nhá. 4 này. Đây các bác ạ. Tổng cái chỗ này nó là 1 kg. Giá tiền là 200.000 đồng các bác nhá. Đây là đơn M3 giúp em. Các bác chốt mã M3 nhá. 200.000 đồng, em lên đơn M4 thì cũng tương tự như đơn M3 vừa rồi. Cũng là 1 kg, 200.000 đồng. Nó cũng là khóm khóm như vậy các bác nhé. M4 các bác ạ. Với giá tiền là 200.000 đồng giúp em nhé. 200.000 đồng giúp em. M4. Em lên đơn M5 ạ. M5 này các bác này, bao gồm một nhánh này, một dề này và một cái dề này nữa. Đơn này là 200.000 đồng giúp em luôn. 200.000 đồng luôn các bác nhá. Đơn này là đơn M5 ạ. M5. Tiếp đến là đơn M6 các bác ạ. Là một dề. Một dề 9 lạng. Dề này là 180.000 đồng. À, nhưng mà cái dề này nó có hơi có nhiều thân này một chút này. Thân này nó cũng chả sao các bác ạ. Nhiều thân hôm sau nó vẫn ra hoa nha các bác nha. À, nhưng thôi thì nó xấu hơn các dề khác thì em sẽ bán rẻ hơn một chút. Đấy em đã cắt tỉa đây các bác này. Thì em sẽ bán là 160.000 đồng ạ. À, cái này là M6 giúp em nha. Tiếp đến là M7 ạ. M7 là bao gồm là một dề, hai dề. Hai dề này bác nào mà trồng chậu ghép cây thì đều tuyệt vời nha các bác. À, hai dề này là em nhớ là khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng một ký mấy ấy. Một ký mấy ấy. Thì em sẽ bán cho các bác nhà mình là 220.000 đồng thôi các bác nhá. 220 thôi. Bao gồm một ạ và hai các bác này. Đơn này là đơn M2467 M7 giúp em nhá.
Em lên đơn M8 này, bao gồm là một khóm này. Thế là M8, M8 thì em lại làm là M7 rồi. Thôi các bác chốt là hai đơn M7 đi cho em nhá. Đơn M7 220 và đơn M7 này là chỉ có 140 thôi. Bao gồm là một khóm này và một rề này. Đó. Chỗ này là 140.000 đồng các bác nhá. Đơn M7 giúp em ạ, 140. Tiếp theo là đến đơn M8 các bác ạ. M8 là một rề. M8 là một rề. Hôm nay gà em